Xà hút hút xà hút xà hút kỳ lắm kỳ lắm hả? Dạ. Trước giờ mẹ có bị vậy không? Dạ không, mà nếu mà hỏng thì cũng có, mà lâu lắm luôn mới hút một lần. Còn bây giờ hở cái là hút hút là nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm hả? Dạ. Còn biểu hiện gì lạ nữa không con? Dạ con thấy mẹ có cái biểu hiện gì mà lạ trước giờ mẹ không có vậy á? Dạ tại bữa đó tự nhiên cái nằm khóc xong rồi lên có bà ngoại con nữa, xong rồi cái nói gì hỏi cái tự nhiên hước mấy cái mà tự nhiên tỉnh lại hết khóc luôn, hỏi lại thì không có nhớ gì chứ. Có đêm nay là khóc nhiều, đêm nay khóc quá trời, mới có 12 tầm qua 12 giờ mấy là khóc luôn tới sáng luôn. 12 giờ mấy là khóc 12 giờ mấy là khóc tới sáng, kêu gì nè Trâm ơi chắc mẹ không sống nổi đâu Trâm ơi mà kêu đó, bạn nhỏ này đâu có thức, nó chưa có thức, là chị bên đây chị nghe rõ ràng nghe hiếu. Trâm ơi chắc mẹ không sống nổi đâu Trâm ơi, ê dắt em vô trong, cô vô đóng cửa là giùm đi cô con. Mà rồi Trâm ơi chắc mẹ không sống đâu Trâm ơi, kêu vậy đó mà chị nghe chị không biết làm được. Sao chị nhìn em cầm mắt thấy ghê vậy? Nói chuyện cho chú nghe đi rồi chú giúp đỡ rồi mình đi bệnh. Sao mà 12 giờ đêm là khóc vậy? Bây giờ cho em phải không? Giờ đưa Trâm về ở với em phải không? Rồi sao nữa anh chị, không cho ở với chị? Chết rồi ở với ai? Chết rồi ở với ai hả? Thôi chị khóc rồi, mấy chuyện đàng hoàng với chú em. Sao mới quýnh con rồi giờ lại vuốt ghe con là sao? Hả? Cô quậy đó, quậy là nó chối lại nữa đó. Quậy nó vừa tới nó chối lại đó, không có ai thả đó. Ừ. Là vậy đó hả Trâm? Đêm vậy không? Sao con lấy đồ trà thứ nó ra không? Dạ không, không có gì. Không ra. Cả nhà. Kiểu nó chạy. Chạy cái con này nè, kêu con gì nè. Kêu con gì nè, con kiếm ba khoan cái gì đó xịt đó. Gì hả? Ừ, có lẽ mà với nhà thương nó bây giờ ta có một khí chạy dữ lắm luôn nè Hiếu. Ủa sao? Con này nó bị lâu dữ lắm luôn rồi nè, mà bây giờ nó mới mà chưa buông nhã nhỏ đó. Kêu kiếm ba khoan vậy đó cưng. Trên truyền hình nó kêu đó. Mà có chích của con mới nhất không? Mà từ lúc bây giờ hết sức lâu rồi đó mà còn vậy hoài luôn. Bây giờ nghe thiệt ra là con bút đó bây giờ cũng kiếm bao khoan nữa. Giờ không kiếm bao khoan thì nó cắn độc. Thế là khóc rồi tự nhiên cái có chung vô mùng con không? Dạ không. Cũng như cha thôi, cha không cho ra được không phải ha. Dơm dùm còn tạc mà còn sao có con cái gì đâu. Sao hút cha con.
Kỳ lắm không? Kỳ lắm hả? Dạ. Trước giờ mẹ có bị vậy không? Dạ không, mà nếu mà hổng thì cũng có, mà lâu lắm luôn mới hướng một lần. Còn bây giờ hở cái là hướng là nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm hả? Dạ. Còn biểu hiện gì lạ nữa không con? Dạ con thấy mẹ có cái biểu hiện gì mà lạ trước giờ mẹ không có vậy á? Dạ tại bữa đó là nhiên cái nằm khóc xong rồi lên có bà ngoại con nữa, xong rồi cái nói gì hỏi cái tự nhiên hước mấy cái rồi mà tự nhiên tỉnh lại hết khóc luôn, hỏi lại thì không có nhớ gì hết trơn. Có đêm nay là khóc nhiều, đêm nay khóc quá trời, mới có 12 tầm qua 12 giờ mấy là khóc luôn tới sáng luôn. 12 giờ mấy là khóc 12 giờ mấy là khóc tới sáng, kêu gì nè Trâm ơi chắc mẹ không sống nổi đâu Trâm ơi mà kêu đó, mà nhỏ này đâu có thức, nó chưa có thức là chị đâu, thì hôm nay là nó bế tắc nó đéo nói luôn. Ừ, hai cậu về đó. Ừ, hai cậu về đó. Ừ, vậy đó chúng tôi đó. Bữa nay là cái tệ nhiều quá. Ăn khối, ăn khối, một tệ, ăn khối nhiều quá. Có sao không? Phục kỳ chạy. Thả ra là chạy, cho mình có sao không? Sao chạy dữ à? Khóc quá trời, chú ơi, khóc quá ở đây nè. Mở ngoài này bắt sao mà đừng khóc, chứ khóc quá trời thì không nổi. Ngang đâu rồi? Ăn đâu con? Ăn đâu Trang? Ăn đâu con? Kêu anh ăn về chơi cho anh Trang Hiếu à? Trang Hiếu đi, tiếp đi con. Đâu thầy Trang? Sao rồi, trong người chị thấy sao? Trang đưa chú Hiếu hỏi cái cưng cho mình sao rồi? Chú Hiếu hỏi cái cưng cho mình có sao không? Hả? Cho mình sao? Cho mình cưng giờ sao? Sao? Gì chứ vậy? Chị? Gì đó? Con không cho ăn là không có được đâu. Chị cũng không biết làm sao, nằm vậy đó mà chối đầu lại rồi miếng khóc, hoặc kia nó đi nó chối lại nó khóc cái con thấy vậy mở ra chạy cái bột gạch có bụi tre á, ừ chạy vậy đó, rồi giờ cái nằm đó vậy đó, nằm đi không được con tôi đó, nằm không được thì đi xuống trên đi, không mấy tâm linh gì giờ sợ thì cũng phải bắt giảng nghe đi, không ăn được gì hết, đói không, không ăn được vậy rồi đói không cưng, không sao được. Cô này quá ốm, ốm gì nữa, ốm nhiều. Sao hôm bữa chị không chị, ăn mà không chị, chị đi không nổi mà sao chị chạy dữ hả? Sao chạy? Hả? Sao chạy? Sao hôm nay không nói mà nhìn em cặp mắt ghê vậy? Sao chạy? Nói cho người ta nghe coi. Hả? Sao chị dòm em rồi mắt thấy ghê vậy? Hả? Nói cho chị Hiếu với vợ chú Hiếu coi nghe đi cưng. Sao bữa nay em hỏi gì không nói chuyện mà chị dòm em chỉ cặp mắt thấy ghê vậy? Thằng chú giúp đỡ, thằng có tiền đi chị bệnh nè. Thằng đi chị bệnh. Cái cặp mắt này em thấy nó lạ lắm nha mọi người. Chị nói cặp mắt này em thấy lạ lắm nghe. Chị điện cưng là chị hôm bữa em qua là Trâm, hôm bữa giờ là con đâu có thấy mẹ vậy đâu, sao bữa nay mẹ thì vậy? Hôm bữa chị đối với cưng tới giờ là chị thấy tội nghiệp, chị lại kia chở đằng kia chị nhắm nha. Hôm nay Hiếu từ bên An Giang Hiếu chạy qua bên Đồng Tháp này để coi cái hoàn cảnh của cái sự việc của chị sao mà Hiếu thấy là chị khác như bữa quá vậy. Sao chị nhìn em cặp mắt thấy ghê vậy? Nói chuyện cho chú nghe đi cưng, nói chuyện chú nghe đi rồi chú giúp đỡ rằng mình đi bệnh. Sao mà 12 giờ đêm là khóc, 12 giờ đêm là khóc vậy? Chị? Coi cặp mắt này trời. Sao 12 giờ đêm là khóc, 12 giờ đêm là khóc mà đi không được, đi đứng không được mà rồi, sao? Ngồi cũng không nổi nữa nè mà chạy đó. Đi đứng không được mà sao 12 giờ đêm là chạy mà hả?
chị nghe chú Hiếu nghe đi. Sao ạ? Chị nghe chú Hiếu với hai chồng chú Hiếu nghe đi. Sao nay cặp mắt của em thấy ghê vậy? Hồi đó về nhà gia đình mình có trường hợp nào mà liên quan tới bên kia không? Liên quan tới tâm linh không? Không, chị thì chị không có tin cái đó. Mà không biết cái này em biết sao đó. Giờ không lẽ em để làm gì hoài. Hôm bữa Hiếu qua cái trường hợp của mẹ với Trâm á là đi đứng không nổi. Nhưng mà tại sao đùng một cái là đứng dậy là chạy. Chạy luôn, gia đình mới bắt chói lại. Rồi bây giờ là cứ nửa đêm là 12 giờ là khóc, 12 giờ là khóc là sao? Hai chị? Không đói, ra không được thì không đói. Mà sao không đói không ăn luôn hả? Ăn vô ói ra mà hỏi chị mới hỏi ăn o được không, thấy không? Hỏi đói không, trả lời hồi gặp đầu nó không, lắc đầu nó không. Hả? Có đói không? Bạn có đói luôn không? Mẹ nói sao Trâm? Mẹ thường con thấy cái mẹ biểu hiện như thế nào? Hả? Hả? Thấy mẹ sao? Sợ không? Dạ bình thường không, mà sao mẹ hay không có thi gì nữa. Bình thường sao? Bình thường không gì sao mà giờ cặp mắt cái ghê quá hả? Hồi đó giờ con gặp mẹ con trường hợp như vậy bao giờ chưa? Dạ được lần. Lần hả? Được lần này đấy hả? Là hồi đó giờ là chỉ có lần này là thấy mẹ vậy thôi. Có một lần nữa là giữa giường cũng liếc như vậy. Vậy là thêm bữa liếc như vậy. Là bữa nay là nhiều. Dạ. Sao kỳ vậy? Em ta không cần tập phải đáng được nha. Mấy ngày trước thì chị cũng bình thường. Nhưng mà sau mấy ngày trở lại đây thì chị lại là hơi lạ. Khuôn mặt nó hơi lạ hơn, nhìn nó hơi gọi là nét hơn, nó hơi dữ hơn xíu. Nãy giờ gặp mắt của chị nhìn Hiếu là ngộ lắm chị. Nè chị, bây giờ trong người chị sao rồi, nói em nghe ơi. Trong người chị sao, chị nói em nghe ơi. Mệt nhất hả? Hả? Sao bữa nay em bị mặt của mặt em dính cái gì sao mà chị nhìn em thấy ghê vậy? Hả? Rồi bữa đó ai kêu chị đi đâu mà chị chạy đi dữ hả? Hả? À. Không, đừng có khóc nữa. Hôm nay coi cặp mắt này nhìn em. Khóc mà ban đêm mới khóc nữa. Không ai chị em chồng vợ số tiền này kia nọ, chồng sớm thì càng không ngủ được. Khóc dữ lắm. Chị em gì hả? Đâu định chạy nữa. Sao ban đêm mà hôm khóc dữ hả? Hả? Kêu ta gì đó, kêu gì đó, ta giúp đỡ đó, ta lại người ta giúp đỡ đó. À, nãy giờ nói nghe tin nè. Nhìn thấy ghê quá hả chị? Trong người chị thấy sao mà em thấy cặp mắt gì nhìn em thấy ghê vậy hả? Coi này, coi cặp mắt này nhìn em nè. Về đi, quay hoài. Chị em gì hả? Mắt này ghê quá hả? Thôi hả? Nó kêu ta gì hả? Kêu chú Hiếu về phải không? Ta giúp đỡ đó, ta lại ta giúp đỡ đó. Sao bữa đó kêu em qua giúp đỡ cho chị mà cho chị có tiền đi bệnh viện mà giờ sao chị kêu em về đi? Hả? Nói em nghe coi. Trâm sao mẹ nhìn chú Hiếu dữ vậy Trâm? Con kêu mẹ coi. Kêu mẹ coi Trâm. Nói gì nói, chú Hiếu nghe đi, chú Hiếu lại giúp đỡ Tinh đó. Giúp đỡ cho con đi coi bệnh viện rồi kiếm tiền, có tiền đi bệnh viện đồng trị bệnh nè. Thôi Tinh.
chưa mẹ quay về chăm. Biết ba này không? Có biết ba này mình đi chị không? Biết mà nó cứ túi cái ba đó không? Làm giờ tôi đi quay cái biết nè. Bệnh thì đi khám bệnh ha. Còn mà nếu mà nếu mà như vậy thì em kiếm thầy lại đó nha. Nha. Em chơi luôn đó. Em kiếm thầy là chị đó nha, chứ không phải giỡn đâu nha. Dùm giờ có chú biết gì thì chú giúp. Đừng có dựa dẫm vô mà quậy nha chưa. Nghiệp quá trời. Con thì ba bốn đứa còn tuổi anh tôi học không. Nha. Bây giờ này mà nếu không được là đem kêu thầy lại đó nha. Hả? Sao? Vấn đề gì nói với em đi. Hả? Mắt không? Mắt liếc em kìa. Ủa sao sao lại quýnh con mình? Bởi nó chối ở nhà nó chối lợi. Ngươi đâu đừng quýnh em chứ. Không còn không à? Con mình mà quýnh con mình hả? Quýnh hả? Thôi. Đâu. Chối lại. Kiểu này phải ấy đường ấy chối lại chứ. Chối ra chứ. Bữa chối gì lắm hả? Mình không có quánh là chối. Chối là rồi năn nỉ thả ra. Rồi qua thôi đắt khóc rồi bắt đầu năn nỉ thứ hai. Có thả ra rồi chạy luôn. Chạy luôn rồi từ bữa tới đây là mình thấy lại. Hay là bị thần kinh. Kiểu như căng thẳng quá thần kinh luôn. Tại vì em bữa gì nói với em cũng liên quan tới thần kinh mà phải không? Giấy cần coi đó phải là bữa đó là nó rối loạn gì đó, rối loạn gì đó, sự chuyển sang thần kinh gì đó của nó đặt đó thì cũng có gành đó. Thần kinh thì là ai? Em, ai ai theo? Không, nghe không cưng? Ai dựa? Không nghe không? Nó đòi gửi con cho người này người kia nè, chú nhận không có cho nè, kệ đi bắt mẹ nhỏ gái nuôi mẹ đi. Nó có mệnh hệ gì thì bắt đầu nó cho con nó sao cho con kìa nói đi nuôi nó đi hả? Tôi chết rồi ai nuôi nó chỉ nuôi nó vậy hả? Chứ tôi khổ tôi đâu có tiền tôi nuôi. Bây giờ cho em phải không? Nó đi giờ đưa 100 về ở với em phải không? Rồi sao nó chị không cho ở với chị? Chết rồi ở với ai? Chết rồi ở với ai hả? Thôi đừng khóc, bạn nói chuyện đàng hoàng với chú nghe đi. Sao mới quýnh con rồi giờ lại giúp ghe con là sao? Hả? Thôi hả? Con gái người ta xinh xắn là dễ thương đẹp gái vậy mà đòi không chịu nuôi hả? Cho ai? Năm nay 100 nhưng bao nhiêu tuổi rồi chị biết không? Không biết luôn. Mình không biết. Con mình mà không biết. Hả? Thôi đừng có, ba không biết là tuổi chết đi. Cái gì nó chối nữa à, nó chối lại đó. Sao? Cái gì? Giờ chị... Mà em hỏi chị nè, sao mà chị cứ khóc 12 giờ đêm mà chị khóc hoài vậy? Chú ơi. Sao ạ? Đỡ cho nó giống với con nó tội nghiệp. Sao mà cứ 12 giờ đêm là khóc là quậy lên là sao? Hôm bữa trước là Hiếu quay chương trình ở ngoài kia, ngồi ngoài kia cũng bình thường cả nhà. Thì mình nghĩ là bệnh thôi. Tại sao mấy ngày nay càng ngày càng thấy tình hình nó càng nghiêm trọng kỳ vậy? Rồi giờ xé trong mình đâu có trời. Kiểu như bức rứt trong người các thứ đồ kỳ vậy. Khó chịu là sao? Ai làm gì chị? Có ai làm gì không? Ai làm gì chị? Chị nói em nghe coi ai làm gì? Bữa giờ mẹ có như vậy không Trâm? Lần đầu tiên con thấy hả? Con sợ không? Có chút sợ hả? Lạ quá thì nhìn thấy còn giống mẹ của mình không? Không hả? Lắc đầu không hả? Thì không có giống mẹ mình hả? Đừng có quậy đó, quậy là nó chối lại nữa đó. Quậy nó vừa tới nó chối lại đó, không có ai thả đó.
Vì là hôm bữa đang ngủ mà 12 giờ đập quá, quậy quá rồi, rồi chồng của chị chối lại. Chối lại, chối mà khóc nó la dữ lắm. Khóc la dữ lắm hả? Nó kêu này cứu người kia, cứu nó dữ lắm. Rồi con nó chịu không nổi, con nó thả cho ai dám thả. Là vậy đó hả chồng? Đêm vậy không? Nhà tôi đây nè, tôi nói thì xuống nhá, ướt ướt vậy đó, tôi sợ tôi nói làm mờ làm còn nó có chết thật nha, còn nó có chết thật, tôi nói sao mà làm ghê quá, cái nó không phải đâu, nó là còn nó khóc lên rồi, ông ơi, ông muốn thằng nghe, vậy làm thấy ớn gì đấy, bây giờ em nói làm ướt 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 nè, nhà vậy thôi chăng? Sao bữa nay em thấy cái cặp mắt nó không phải là chị của hôm bữa đâu, hôm bữa cặp mắt hiền đó mà sao bữa nay cặp mắt kỳ, cặp mắt láo lia gì kỳ vậy? Có cái gì không nói cho chúng nhớ nghe đây. Bây giờ có gì không nói cho em nghe đi, em giải quyết cho. Không hả? Chứ gì mà khều em? Còn nhớ em không? Hôm bữa em coi chương trình đó nhớ em không? Không nhớ. Tao lại bữa hổm không nhớ, tao nhớ nhìn mặt kỹ coi, nhìn mặt coi nhớ không? Chăm đỡ cho mẹ dậy uống miếng nước đi chăm. Đỡ mẹ dậy. Đỡ mẹ uống miếng nước đi chăm. Ngồi uống miếng nước đi cưng. Uống miếng nước đi cho tỉnh táo là coi. Cưng nha, nha. Chị. Nha. Đi cưng ngồi vậy đi, ngồi ấy chút xíu đi cưng nha. Tỉnh táo là nha. Nha. Uống miếng nước tỉnh táo là đi. Để gì mà dữ vậy? Ừ. Có đứa con gái ngoan quá, người ta gán người ta sống người ta nuôi con thấy không, sao mà cứ bi quan hoài vậy chị hả, sao bi quan quá vậy? Nói nghe coi sao bi quan quá vậy? Sao rung vậy? Sao rung tay dữ vậy? Nuốt đi. Sợ không? Kiếm cha đi. Cha ở đâu? Cha ở đâu vậy? Cha làm gì với xong? Đâu cha đâu? Dạ không biết. Đi kiếm này dần dần gặp cha. Đi kiếm cha gì ạ? Trời ơi. Cha đâu rồi, kiếm cha rồi. Cha đi chạy cá hay xịt cá rồi? Gì hả? Chăm ba mẹ mà mọi hước hước gì cũng sợ không chăm? Dạ. Hiếu hộ thiệt. Sợ không? Dạ không. Không sợ à? Sao bữa giờ đâu có chú hay bữa nay mẹ hước nhiều chứ à? Con cũng không biết nữa. Qua cha có đi bắt cá không? Có hả? Con qua có cá không chăm? Dạ không, qua ít. Qua ít nha. Cũng. Không có hả? Thôi không có, vô lo cho mẹ đi, lo cho mẹ đi để mẹ mình không có được đâu. Vô lo cho mẹ đi. Hôm bữa mình qua thì mình coi thủ tục giấy tờ bệnh thì nó có một xíu thần kinh cả nhà. Và chị này rất là nhiều bệnh. Nhưng mà hôm bữa thì mình nghĩ bệnh mà sao hôm nay mình qua thì thấy lạ quá. Hôm bữa chị nằm trên võng thì chị đâu có đi được đâu cả nhà. Mà bữa nay lại chị lại như vậy. Sao rồi sao? Sao rồi, nóng hả? Không sốt hay sao? Kỳ vậy. Sao chị nhìn em cặp mắt thấy ghê vậy chị? Em có làm gì không? Có, em có làm gì chị không? Bắt mau đi về, ta chị ta chối lợi thủng mai eo ca hả? Em có làm gì chị không mà chị nhìn em chứ hả?
Dạ em chào tất cả mọi người. Cái này cũng có cái gì nữa. Tôi nói thiệt với chú á, tôi đau rồi nha, cái da tôi giãn lên nè. Chỉ có ngày trước là sao là tôi ngồi dưới liền, tôi nói thiệt tôi mạnh lắm, phải như ta đâu. Ngày đau người ta còn có ngày hết, còn bà là người đau không thấy ngày hết. Sao nói em nghe ơi. Tôi muốn nói gì chứ không biết rồi. Nói cái điều gì vậy? Xin tiền đi chị bệnh không à. Nói gì xin tiền đi chị bệnh không mà đúng không? Cần bao nhiêu tiền để đi chị bệnh? Ngàn. Nhiều. Ngàn. Ngàn đi chị bệnh. Ngàn sao nhiều như vậy? Xin ngàn đi chị bệnh. Nhiều quá tiền đâu mà cho. Hả? Đây là Đồng Tháp cả nhà. Cái gì mà khóc, cái gì mà khóc thì bình tĩnh đi nói em nghe chứ gì khóc. Đồng Tháp đó từng nói nhức lắm. Nhức đầu nhức gan rồi, cứ nói gì tá lả ông Minh. Tá lả ông Minh chứ hả? Tá lả ông Minh. Bây giờ con biết miễn đưa đi là người ta trả về, đưa đi người ta trả gì, người ta kêu lên tiếng trên không. Bây giờ hoàn cảnh không có, con biết bây giờ là chị nói thẳng với cưng là bả nằm xuống đi cũng không có tiền đâu. Bây giờ xe nghe con biết là của người ta hết rồi, nói mẹ đi. Giờ bằng lái đồng lo là đưa cho tiền hết trơn. Giờ nhỏ đi học đi đâu cũng đâu có lấy đâu, tiền đâu mà có, con coi. Chăm con lấy cái số điện thoại của con đọc lên cho mọi người đi Chăm. 0355 921 921 470 470. Dạ. Số điện thoại của con ha. Dạ số điện thoại của ba. Của ai? Của ba. Gọi điện thoại để đâu? Điện thoại ba để đâu? À con đọc lại đi. Dạ 0355 0355 921 470 470. Cả nhà mà nếu như cả nhà mà muốn giúp cho hoàn cảnh của gia đình bé Trâm thì cả nhà mình lấy số điện thoại lại, cả nhà mình liên hệ trực tiếp với bé Trâm. Giúp giùm đi cô bác ơi. Còn cả nhà mình quá trời giúp đỡ cho nó đi, còn hoàn cảnh này quá bế tắc. Dạ. Yeah. Quá mấy cho anh em trong ngoài nước với lại các anh em YouTube giúp đỡ giùm cho gia đình của em Yển này. Đây là phút lâu lắm rồi đó em ơi. Đây là phút thứ 17 nha cả nhà. Nếu mà ai không có xem được cái video thì không xem kịp cái số điện thoại thì đi phút 17 cả nhà, tu lại phút 17 cả nhà xem nha. Cá kiếm đồ nuôi con bây giờ về con ăn giờ này chưa có bữa cơm chiều nữa đó cưng. Dạ. Tội nghiệp. Giờ giúp đỡ giùm tôi cũng hàng xóm chứ tôi cũng không có dòng họ quen thuộc gì dưới cổ mà đều mình thấy quá trời tội rồi. Xin ngàn. Xin nhiêu? Ngàn. Xin ngàn làm gì? Xin ngàn chị bệnh. Chị bệnh hả? Ngàn chị bệnh hả? Ngàn chị bệnh nhiều quá em đâu có tiền đâu em cho. Gì nữa mấy ông cô bác ở trong ngoài nước anh em trong ngoài nước cũng thương giúp giùm cho nó, tội nghiệp cho nó có miếng là nó lên trên tiếng trên ta dòm coi nó bệnh gì coi có trị được thì gì nó sống với con nó cô bác anh chị trong ngoài nước với mấy anh em YouTube giúp đỡ giùm cho phải không. Còn mới đi thầy đừng quấn con cưng, còn mới đi thầy có phải bị bệnh không hay là bệnh kia hay là bệnh nào đó đó cưng, mình đi thầy mình không biết chuyện đó nè hả. Sao mà cặp mắt kỳ vậy? Bữa đi qua em đâu thấy cặp mắt này đâu mà sao bữa nay gặp mắt này. Này quýnh con nữa. Trâm là bé mà dễ thương, nhỏ dễ thương mà sao quýnh em hoài á, đừng quýnh. Kỳ vậy? Giờ chị ở đây chị chỉ mong giùm trong ngoài nước giúp đỡ giùm cho nó, kệ nhiêu được nhiêu cho nó đi, nó trị bệnh nó tội nghiệp gì nó còn sống với con, nó tuổi còn quá nhỏ. Nó mấy ông ơi trong ngoài nước tội quá. Ba đứa con còn tuổi ăn tuổi học tội nghiệp quá trời quá đất. Tôi chẳng những gần tháng 7 vừa rồi tôi còn đi xin gạo cho nó ăn nữa đó mấy cô chú trong ngoài nước thôi thì dùm cho nó. Người ta cho tôi rồi tôi cho lại nó vậy đó. Mà sao em thấy cặp mắt này lạ quá này chứ. Dạ tôi thấy chứ nhau như người ta không ăn. Chăm con ngồi vô trong đi, chăm con đừng có ngồi đó, ngồi đó hồi mẹ mẹ bụp con á. Con ngồi sát vô trong tường luôn. Quánh bịch bịch mình thấy không? Quánh con là chú Hiếu bắt con đi luôn đó. Chú Hiếu bắt đưa đi đem về bển nuôi luôn đó. Qua về bên An Giang nuôi luôn đó. Con mình mà quánh hoài chú Hiếu bắt về luôn nhỉ.
đừng quấn em nữa. Mẹ hàng ngày mẹ uống thuốc gì không Trâm? Dạ có. Dữ lắm thuốc luôn, người ta cho thuốc này thuốc kia cho biết. Ngày mẹ uống được mấy lần thuốc? Nhiều thuốc không Trâm? Thuốc uống thì quá trời luôn mà. Mà sao là em đang thắc mắc là không biết tại sao bệnh gì mà cứ 12 giờ đêm là khóc nè, 12 giờ đêm là khóc là sao? Sao chị? Khóc nhỏ đâu. Khóc lớn lắm hả? Gên dữ lắm, khóc gên mà kêu con này nhiều nè. Kêu Trâm nhiều hả? Kêu Trâm lắm, mẹ không sống, Trâm ơi. Trâm ơi chắc mẹ chết quá, Trâm ơi mẹ kêu dữ lắm, kêu Trâm như kêu hồn vậy. Nó thì nó ngủ giờ giấc của nó dữ lắm đâu coi. Nước mắt thì không thấy chảy. Không có thấy chảy mà khóc vậy đó. Mà giống kiểu ghen hả? Hai ba trong thằng mấy ông nội trong đó quánh gần chết. Cái thằng quỷ ở trong đó nó mà cũng hít mà mới quánh nhỏ này nè. Kia đi ra ngoài xin cơm thì trong đây nó công đầu nó quánh gần chết rồi trở về nè. Gì hả? Ừ, hoài vậy đó, rồi ở dưới đó tổng đâu có chứa đâu. Đưa qua đó rồi bắt đầu mấy con quỷ ở trong đó nó quánh. Thằng kia đi ra xin cơm cho vợ thì trong đây nó quánh. Mà thấy vậy vợ chịu đâu nổi rồi bắt đầu thôi bắt đầu nói vậy đi gì à. Giờ ra mới ra ngoài ngoài thôi không chị nói. Chứ bệnh trong bệnh viện tâm thần mà cũng mà cũ hiếm mà mới nữa. Nó quánh. Thằng kia ra xin cơm là trong đây nắm đầu nhau thì quánh không nói gì chứ. Chàng ơi. Ông kia gì ông nói trời ơi quánh vậy làm sao chịu nổi thôi đi gì. Thì cho gì rồi giờ ra thanh bình thì giờ mới thông trước. Kêu đi tiếng trên. Ở đâu bây giờ cũng kêu đi tiếng trên hết trơn. Tiếng trên mà giờ mình đi Cần Thơ cũng được phải không? Đi Cần Thơ cũng như tiếng trên, cũng tiếng trên là thành phố không? Giờ mình đi Cần Thơ chắc nó cũng tương đối. Hôm bữa em quay hoàn cảnh của mình lên, em để số điện thoại của mình lên thì cho bà con ta tự giúp đỡ cho mình, không cần phải thông qua em. Mà thì bữa đó giờ bà con thì nghe nói là cũng chưa gọi gì, ai cũng cho gì chị hết á. Thì ngày hôm nay em qua em quay một lần nữa, em xem có thật sự là mình có hữu duyên với mọi người trên này không. Nếu như mà người ta thương mình, người ta cho tiền mình để mà mình đi bệnh viện ha. Còn nếu mà thật sự đó là bệnh, còn nếu mà thật sự mà không phải bệnh nữa thì em kiếm thầy lại cho ha. Chứ để tình hình này hoài cũng tội con gái nè, con gái người ta dễ thương quá trời luôn mà tối ngày chăm sóc mẹ. Đây tới thứ hai là em đi học mấy buổi chứ? Hai buổi. Lớp 7 là tới hai buổi. Con gái đi học thì mẹ nhà quậy ha. Ban đêm ban hôm cứ quậy không à. Quậy thì ông kia em chối lại. Hả? Ông chịu đâu con nổi đâu, con không chối lại chứ tao mằn mụn mà quậy kiểu này người ta đâu có chịu nổi. Thì biết sao giờ không được thì trối lại chứ sao giờ. Trối lại uống thuốc từ từ. Không mà mấy người thấy là ngày nay mấy ngày sau nó vô duyên tự phá mình rồi bắt đầu tự quánh con là thấy làm thấy kỳ chứ không hết. Cái bộ lần đâu có đâu, bữa mình lợi đâu có. Trước không có hay bữa nay lại vậy ha. Sao kỳ vậy nè. Bây giờ chị muốn gì chị nói cho em tiếng thôi. Xin nhà. Trên nhà là anh gì vậy? Hả? Nhà chị bệnh đó. Chị muốn gì? Chị bệnh trên ngàn. Ngàn làm gì? Ngàn đi chị bệnh. Trước giờ giọng họ của chị này có bị gì không? Mình cũng không có gần nữa. Trước giờ bà bên giọng họ bệnh. Gì chị? Chị làm em hết hồn vậy? Sao chị kêu em làm gì? Xin ngàn. Xin ngàn chị bệnh hay gì? Xin ngàn. Quấn tay. Cái tay lạnh ngắt kìa trời. Hả? Dù gì đau em nhẹ nhẹ thôi. Xin ngàn. Ngàn làm gì? Chị bệnh á. Chị bệnh hả? Bây giờ kêu thầy lại được không? Được. Kêu thầy lại nghe. Ai mà chị hết bệnh thôi. Ai lại là chị hết bệnh? Không, bây giờ kêu thầy bùa thầy pháp là được không? Em sao hết bệnh thôi. Hết bệnh thôi hả? Biết nhiều nói chú hiểu rồi thì mình nói. Bây giờ biết ai tôi không có biết ba cái vụ đó đâu chú ơi. Tôi không có biết bệnh đó đâu. Bệnh giống con thôi. Em không có biết.
chị không biết ba này đâu. Sao vụ gì? Hết bệnh đi. À, kính thưa ở nhà thì hôm bữa Hiếu quay chương trình của chị rồi, nhưng mà bữa đó thì thật sự không có ai cho gì hết. Bây giờ em hôm nay em sẽ quay một lần nữa, chú sẽ quay một lần nữa và xem coi bà con mình có hữu duyên không. Thì trong cái hồ sơ bệnh án của chị thì rất là nhiều căn bệnh cả nhà, rất là nhiều căn bệnh, và cũng có một thần kinh nhẹ chút xíu hôm bữa có đưa vô thần kinh nhưng mà bị quýnh quá mình mới đi về đây. Mới đi về đây. Tệ nhiều. Bữa nay thì hơi tệ hơn. Hơi tệ nhiều. Thì nghe gia đình nói là không có tiền đi tiếng trên, còn chồng bây giờ thì hiện tại bây giờ là chồng đi xuống sông bắt cá bắt mắm rồi. Kiếm cho con ăn. Kiếm cho con ăn rồi. Chưa có cơm chiều đó. Mình không nói chuyện được. Lẽ ra là mình cũng hỏi thăm cái vụ hôm bữa sao mà tự nhiên đang đi đứng không được mà tự nhiên bắt đầu ngồi dậy chạy ở túi đằng kia. Đằng kia bắt đầu ôm lại chói lại. Tới giờ là tệ luôn đó. Tới giờ là tệ luôn. Tệ luôn. Đỡ giùm cho nó đi, tôi cũng ở sớm giúp đỡ giùm cho nó có miếng tiền nó đi chữa bệnh tội nghiệp nó. Cho nó về nó sống với ba đứa con, nó còn tuổi ăn tuổi học quá trời, tội nghiệp quá trời, tội nghiệp. Dạ. Ai nuôi cũng không bằng cha với mẹ nuôi đâu cưng. Thì nói thiệt, bây giờ nó về mình giúp đỡ chứ gì, tỷ như nó mà lỡ theo ông theo bà cũng lại giúp đi cũng không có cái gì tác dụng nuôi Hiếu, phải không cưng? Giờ nó, bây giờ chị để là bé chăm là cho ai nuôi nè? Ai nuôi? Cho không cho bé chăm ai nuôi nè. Em thấy trên mạng nó bán cái thuốc cũng cao trung sơn cũng hay đó, sao mọi người không mua cho chị uống thử coi. Cao trung sơn cũng Phạm Tấn đó phải không? Ừ. Cao trung sơn Phạm Tấn mua uống rồi không có chịu. Ủa, uống được hả? Uống không được, uống nóng dữ lắm, uống rồi bắt đầu còn cái gì còn đựng nhiều không biết còn Gần nửa hộp cái gì đó thuốc kim luôn đó cưng. Ừ. Rồi vậy là không có phù hợp nha. Phù hợp với Phạm Tấn. Chứ người ta uống là người ta hết nhóc hết trơn á mà nó không phù hợp. Ừ. Không có mua rồi, người ta mua kìa, người ta mua của cái chú gì kêu đó lực tàn hay gì kìa đem xuống cho nó kìa. Đó, ta đem cho viên nó cưng. Cái gì đó thuốc của lực tàn, thực tàn vậy đó, chị Hai chỉ mua chứ cho đó. Chỉ mua rồi chỉ sớt ra cho nó đó, về uống cũng không chịu nữa đó cưng coi đó. Có lực tàn lực gì đó mua đó. Mà phải sớt ra phần nửa đó phải cho nó đó. Mà về uống cũng còn keo đó. Vậy là cũng không chịu ha. Mà thuốc đó là cho thuốc này cũng thuốc bắc nữa cưng. Cũng uống cũng thấy chăng vậy không. Thuốc thấy cũng chưa có hiệu quả ha. Cho tiền đâu mà thuốc tây, tiền đâu mà đi viện. Biết ai cho gì thì uống nấy, nói chung là nó cũng sợ chết lắm. Ai chỉ nó cái gì là chồng nó làm liền cái đó, ai chỉ gì là làm liền cái đó. Thuốc cũ cũng vậy. Mà làm cha làm mẹ mà nuôi ba đứa con có dễ đâu, vừa làm cha vừa làm mẹ. Thì bà mà có cái gì là thằng mẹ nuôi cũng không có dễ đâu người cưng. Dạ. Ba đứa con khó lắm. Chồng gánh nuôi con cả vấn đề 3 năm nay rồi còn gì nữa. Bà năm nay là lại nhiều hơn nè. Một thằng chồng mà nuôi ba đứa con vợ nữa đó cưng thấy đi. Đó. Mà chị hết đuối rồi đó, chị mới cầu cứu cưng đó chứ thì cầu cứu bên anh em YouTube với anh cưng. Dạ. Chứ người ta không có cầu cứu đâu, nhờ mấy năm mà người ta còn xài được người ta không có cầu cứu đâu nghe cưng. Dạ. Năm nay quá tệ với lại con quá trời, tuổi ăn tuổi học nữa. Thằng kia thì ra nghề mà giờ xin việc làm chưa được. Chưa được nữa, phải được thì cũng có mằng có tiền. Bây giờ em chỉ là người chia sẻ thôi, bây giờ Trâm con đọc lại số điện thoại một lần nữa đi với Trâm. Đọc nó đi con. Dạ. Lớn lắm anh. Con nhìn là cô chú kìa. Dạ 0355 921 470 con đây là cái số điện thoại của ba con ha, và bà con cũng đang giữ ở trong nhà này ha. Rồi bây giờ con đọc nhẹ là một lần nữa cho cô chú đi, khi cô chú người ta bấm không có kịp. Rồi bây giờ người ta lấy cái số điện thoại ra người ta bấm rồi bấm đâu kịp đâu, người ta lấy cái viết người ta ghi lại để người ta có giúp gia đình mình thì ta giúp cô chú giúp đỡ, hoặc là người ta chỉ thuốc cho mẹ con đó. Con nhớ nghe điện thoại giùm nghe con nha. Rồi con đọc lại đi con. 0355 921 470. Cả nhà có thể gặp bé Trâm cả nhà. Con có muốn nói gì với lại mọi người không Trâm? Con nói với mọi người đi. Con sợ không? Con sợ mẹ có gì không? Buồn không? Bữa giờ cơm nước ai nấu? Cha nấu hả? Con có biết nấu không? Dạ con. Những trứng không à? À. Ráng tập nấu đi, bây giờ con tập nấu đi, con lo cho mẹ, tại vì mẹ giờ mẹ nằm vậy rồi ha.
con ráng con tập nấu với mấy Trâm. Một ngày con đi học 2 buổi hả Trâm? Dạ. 2 buổi cũng tội nghiệp nha. Rồi bây giờ hôm nay chú Hiếu đăng clip lên, thì nếu bà con trên này có hữu duyên với mẹ con á thì bà con giúp mẹ con ha. Rồi để coi chắc có lẽ là ngày mai hay là ngày mốt gì chú Hiếu đi qua chú Hiếu kiếm thuốc cho mẹ con uống nữa. Chú Hiếu kiếm thuốc cho mẹ con uống. Em kiếm thuốc cho chị uống, chị chịu không? Hết bệnh thôi. Hết bệnh thôi ha. Không cần gì hết, hết bệnh được rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem video này. Nhưng mà Hiếu thấy cái tình hình của chị nó kiểu như nó có cái gì đó lạ cả nhà. Nó lạ mà tệ nữa đó cô chú. Chú anh chị giờ thấy giùm, thấy hoàn cảnh nó từ dạ. Nếu qua được trước đợt này là thấy tệ. Xem giờ thấy tệ dạ. Nó khó coi chứ nó là tệ quá cô chú ơi. Trợ giùm. Dạ. Cái gì đó giúp đỡ giùm cho nó, còn nghiệp nó quá. Rồi. Thôi em đi về nha, ngày mai mốt gì em chạy qua đây nữa em lấy thuốc cho chị. Được không? Nhớ nha. Mà sao mà đừng có khóc ban đêm nữa được không? 12 giờ đêm đừng khóc nữa. Đêm nay không khóc nữa nghe không? Đêm khóc quá nguyên cái sớm này không ai ngủ được hết trơn á. La lắm. La lớn lắm hả? Như con người sao? Trời ơi. Khóc lắm. Cũng khóc đêm nay. Mai mốt gì em qua tới nữa nha. Sao cái miệng bữa nay trắng cái miệng vậy? Con cảm ơn cô chú đi Trâm ơi. Dạ con cảm ơn cô chú. Đẩy cái mic sát lên con. Trong ngoài nước. Dạ con cảm ơn cô chú. Con cảm ơn cô chú trong ngoài nước ha. Xinh xắn quá nè, dễ thương quá nè. Cô chú thằng này có giúp đỡ mẹ con với nó không? Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem clip này nha cả nhà. Mong cả nhà mình xem được clip này, cả nhà chia sẻ. Một là tìm bài thuốc hay cho chị. Hai nữa là nếu mà thật sự là có phải là bên đó thì quý thầy sẽ thấy được clip này, quý thầy sẽ hỗ trợ cho gia đình. Dạ. Cảm ơn chú giúp được gì nên giúp chị nữa chú. Dạ. Rồi cảm ơn cả nhà ha.